sinh ra và lớn lên tại thủ phủ Hoa Kiển Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Từ nhỏ, ông Nguyễn Phước Lộc đã chập chững chăm sóc cây kiển ở gia đình rồi thành đam mê. Từ việc hay theo chân các nghệ nhân sửa cành tạo dáng cây tại khu vườn của gia đình, lớn lên thành kế nghiệp và gắn bó xem cây kiển như người bạn tri kỷ. Trong khu vườn rộng trên 17.000m2 với hàng ngàn loại bonsai, từ cây nhỏ đến cây lớn, nào là tùng, nguyệt quế, mai chiếu thủy, cây nào cũng có dáng đẹp lạ. Vườn bonsai của ông Lộc còn có những tác phẩm xác lập kỷ lục độc nhất vô nhị như cặp me kiển hơn 150 tuổi được xác lập kỷ lục là cặp me kiển cổ nhất Việt Nam năm 2013, với chiều cao khoảng 6m, bề hoành 1,6m, hay cặp vạn niên tùng xuất xứ Nam Bộ có giá trị độc bản Việt Nam, cho đến tác phẩm cây xanh bonsai có đường kính tán lớn nhất Việt Nam. Những cây này được trả giá tiền tỷ nhưng ông vẫn để trưng bày cho những người yêu thích bonsai đến ngắm thưởng thức. Cây bonsai này nó đến với tôi có thể nói là giống như là một cái định mệnh. 1986 thì mẹ tôi mở cái kiosk bán kiển. Rồi khi lên thành phố học thì tôi lại được ở trong một cái kiosk chuyên bán những cái cây bonsai để cho khách của thành phố Hồ Chí Minh chơi. Và những cái lúc rảnh rỗi thì tôi ra tiếp những cái người mà Uh, nghệ nhân ở trên đó, người ta có tay nghề rất là cao, thì qua đó tôi học hỏi được rất là nhiều. Với người có nghề, thì cây củi sau qua tay họ thành cây kiển có giá vài chục, vài trăm triệu đồng là bình thường. Bonsai có những chuẩn mực, nhưng theo ông Lộc, không nên cứng nhắc, mà nghệ nhân cần sáng tạo. Từ cây thua kệ ban đầu, nghệ nhân có thể biến thành tác phẩm ấn tượng, độc đáo của riêng mình mới là nghệ nhân giỏi. Ví dụ như một cái tác phẩm điêu khắc hoặc là một tác phẩm hội họa hoặc là một cái bức ảnh nghệ thuật nào đó thì nó đều có cái thời gian để mà nó hoàn thành. Còn riêng đối với cái tác phẩm bonsai thì đây là một cái tác phẩm nghệ thuật sống cho nên là không bao giờ hoàn chỉnh. Ví dụ như khi mà một cái cây mình đã đem đi thi, mình đạt được giải vàng, giải bạc, giải đồng gì đó hoặc là giả quốc tế gì đó khi mình đem về thì mình vẫn tiếp tục chăm sóc và nó đâm chồi nảy nở thì mình tiếp tục cái công việc gì là cắt tỉa uống sữa và nếu mà mình không chăm sóc cắt tỉa uống sữa thì sau này nó sẽ trở thành cây quan và nó không còn là cái tác phẩm nghệ thuật nữa một cây kiển đẹp hay bonsai có giá trị nghệ thuật cao tuổi cây có thể lên tới hàng trăm năm giá trị bạc tỷ nên các nghệ nhân vô cùng tỉ mỉ và cẩn trọng trong quá trình tạo tác. Hơn nữa, đời người gắn bó với bonsai cây kiển. Hiện ông Lộc sở hữu vườn bonsai kiển cổ khoảng 2.000 cây với tầm 50 loại khác nhau như vạn niên tùng, mai chiếu thủy, nguyệt quế, kim quyết, mai vàng. Giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng. Với ông Lộc, bonsai không đơn thuần là tác phẩm nghệ thuật mà như một tri kỷ gắn bó với nhau từ đời này truyền sang đời khác. Mỗi tác phẩm bonsai như chất chứa tâm tư, linh hồn người tạo tác muốn gửi gắm. Nhờ sự yêu thích đam mê mà ông đã có hơn 30 năm sống trọn đam mê với bonsai và cây kiển.